Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gương Mặt Phương Thế. Chúng ta lại gặp nhau và sẽ có một cuộc trải nghiệm rất là thú vị với những người đã có vợ có chồng. Có những người chồng, những người vợ gặp nhau thường thì mình ít có trao đổi với nhau hơn. Đôi khi nó cũng ái ngại. Và thông qua câu chuyện, những bà vợ, những ông chồng sẽ thay thế chúng ta để trả lời câu hỏi đó. Năm chú rể và ba cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua 3 vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong 2 vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Ngay bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ chào đón hai đội chơi ngày hôm nay. Đội chủ nhà Trân Hải Cát Phượng, nghệ sĩ hài Kiều Minh Tuấn, Sương Mẫu Sương Nam Thành, ca sĩ Trang Hết. Hôm nay đội khách cùng với đội chủ nhà, cùng với năm chú rể và ba cô dâu, ba đội sẽ thi đấu với nhau để xem đội nào thắng. Một cuộc đấu trí rất là hài hước, có nhiều tình tiết bất ngờ. Nếu như các bạn đoán đúng hai cặp vợ chồng thật thì các bạn sẽ nhận giá trị giải thưởng khá cao nha. Và nếu đội bạn thắng được đội chủ nhà thì điều đó cũng gây nên một sự phiền hà rất lớn, bởi đội chủ nhà cũng gặp nhiều áp lực lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem ba cô dâu ấy họ có một chút gì đó tình yêu trong mắt không. Cô dâu A. Cô dâu B. Cô dâu C. Nào các bạn nhìn đi, thấy trong ánh mắt các cô dâu có tình yêu nào xuất hiện không? Thấy có hòa rạng rỡ tình yêu hôn nhân gia đình hay không? Thấy cô nào cũng xinh xắn rạng rỡ này, chắc là mới cưới đúng không ạ? Mới cưới. Bây giờ thì mỗi cô sẽ giới thiệu về mình. Mời vị trí A. Dạ, em chào anh Huỳnh Linh, chào hai đội chơi và chào các vị quý khán giả. Em tên là Đỗ Gia Linh, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm kinh doanh và nội trợ. Dạ, là kính xin chào anh Huỳnh Linh và hai đội chơi và các vị quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Nhi Kim Thanh, năm nay 21 tuổi, em hiện là nhân viên y tế. Kính chào quý vị khán giả, chào hai đội chơi và anh MC Quỳnh Linh. Em tên là Phạm Nguyễn Lê Hà, năm nay em 24 tuổi, em đang là nhân viên văn phòng ạ. Ba cô dâu chúng ta còn rất trẻ, họ đang rạng ngời hạnh phúc bởi vì họ là những người đã có gia đình. Bây giờ, năm chú rể. Số 2, số 3, số 4, 5. Nào, các chú rể giới thiệu về mình. Xin chào hai đội chơi và anh Nguyễn Linh. Dạ, em tên là Nguyễn Hồng Kiệm. Dạ, em năm nay 29 tuổi, nghề của em là quản lý khách sạn. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào hai đội chơi, xin chào khán giả. Em tên là Phan Văn Hiền, năm nay 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên boxing. Dạ, xin chào hai đội chơi, xin chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đạt Hoàng Tuấn, năm nay em 24 tuổi, hiện đang là nhân viên thiết kế. Chào hai đội chơi, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thành Hiếu, nay em 25 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh. Dạ, xin chào tôi Quyền Linh, xin chào hai đội chơi, xin chào tất cả các bạn khán giả. Tên của em là Phan Minh Tiến, nghề nghiệp của em là giáo viên, năm nay em 27 tuổi. Ba cô dâu, năm chú rể đó, giới thiệu về họ. Hôm nay họ sẽ chia sẻ những cái câu chuyện tình yêu hôn nhân của họ. Và đây là những câu chuyện thật. Có thể vợ của họ hoặc chồng của họ có ở đây, nhưng có thể không có ở đây. À, Trang Pháp, bạn đoán xem cặp vợ chồng nào là thật? Em đoán đây là vị trí C cùng với cả vị trí số 5. Thật ra thì đã có một cái duyên nợ là vợ chồng với nhau thì điều đầu tiên đó là cái gương mặt. Vị trí B với lại bạn số 4. Vị trí B với số 4. Nói chung là phúc hậu, mũm mĩm. Có nét gì đó giống giống, có cái ánh mắt giống giống nhau. Bạn số 2 là bạn C. Số 2 và C. Dạ. Đó là dự đoán thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng 1, gương mặt phu thê. Ở vòng 1 là câu chuyện tình yêu. Các cô dâu, các chú rể phải chia sẻ về những ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt. Và các bạn nhớ chú ý tâm lý thay đổi về gương mặt
những cái phản ứng của các cô dâu chú rể nha. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt là gì hả các cô dâu? Ấn tượng đầu tiên gặp mặt chồng em là hồi đó em đi chơi chung với lại bạn cũ cấp 3. Thì em gặp được bạn ấy trong buổi đi chơi thì hỏi em ăn kem không. Cái cũng chạy tê tê đi mua kem mà mua vị vani nữa chứ. Em thì em không biết ăn vani. Cái cũng ráng ăn mà em ăn kem thì em ăn rất là dơ. Ăn lúc nào cũng chảy đầy tay đầy chân vậy á. Ăn xong rồi giờ dơ quá là sao mình đi chơi được nữa. Bạn này mới kêu thôi nè quần nè chùi đỏ đi. Em cũng kệ mặc dày thôi mình chùi đại đi rồi tính gì tính tiếp. Thì sau buổi đi chơi đó thì bạn này mới hẹn đi ăn uống nhưng mà thôi chuyện quen biết gì đâu mà đi ăn chứ. Thôi về trốn về thì bạn này đi ăn thì tiện xong sếp lấy cái viền bánh mì sandwich sếp tên em. Xong rồi chụp hình lại tối về gửi qua Facebook kêu là tôi thích bà đó làm bạn gái tôi nha. Mới gặp từ chiều với tối về hỏi là bạn gái thôi kệ mình. Đang còn trẻ còn tươi thì mình có quyền tìm hiểu được nhiều người. Thì mình cứ tìm hiểu đi rồi ai hợp ý thì mình quen tiếp. Đó là câu chuyện của em. Đội khách và chủ nhà chú ý khi các cô dâu nói các bạn hãy nhìn tâm lý hoặc là nhìn những cái hình ở trên kia của các chú rể thật đó nha. Rồi, vị trí B. Còn câu chuyện của em thì là trong một lần em đi chơi thì qua một người bạn em quen với một anh. Thì anh này không có biết nhậu. Mà khi đi nhậu thì em thấy vậy thấy tội nghiệp quá. Thế là em tỏ ra là manly, em uống giùm. Thì sau đó em uống giùm quá trời uống luôn. Rồi thì em phải đi vào nhà vệ sinh. Thì không ngờ thì anh này anh cũng lẻo lẻo đi theo em. Trời ơi, vô luôn hả? Anh vô luôn mà anh cầm tay em, anh kêu là anh thích em á. Rồi em thấy người cũng đẹp trai, cũng cao to vậy mà sao nói chuyện tỏ tình ngay chỗ này mà mới gặp có 24 tiếng à. Thế là em cũng nghĩ không được bình thường lắm. Rồi sau đó thì cũng có nhắn tin qua lại. Rồi từ đó tụi em quen nhau. Trời ơi, câu chuyện mà tỏ tình trong nhà vệ sinh hả? Lạ vậy ta? Sao dễ dãi vậy? Không nào lạ vậy? Con không nhìn có vụ mà cao to đẹp trai thì em thấy nghi nghi rồi nè. Vị trí C. Hồi đó thì em đi chơi với bạn của em thì chị bạn mới dắt theo một anh chàng. Thì đi vào trong quán cà phê á thì mọi người nói chuyện thì có nói đến chuyện công tác xã hội thì làm như gãi đúng chỗ ngứa của anh á. Cái anh ngồi anh kể anh liên huyên từ đầu buổi đến cuối buổi không cho ai nói. Em ghét anh, ghét luôn cái giọng miền Tây. Trời ơi, ghét anh mình ảnh thôi chứ dân miền Tây thì dễ thương lắm em. Quyền Linh, anh là người miền Tây, Tây à? Anh có miền Tây vậy? Miền Tây dễ thương lắm anh Trà Vinh. Miền Tây đẹp trai là lúc đó cái vì cái ấn tượng đó cho nên em ghét thôi chứ sau này về em cũng thương, em cũng lấy làm chồng. À vậy là chồng em người miền Tây. Em người miền gì? Dạ em người miền Trung. Trung à? Dạ. Chúng ta sẽ nghe năm chú rể kể về những ấn tượng gặp gỡ đầu tiên thế nào. Số 1. Dạ em quen vợ em là vào nhân dịp đi chơi á. Thì em thấy cô này cũng rất là xinh xắn và nói chuyện rất là vui vẻ. Và em thích nhất là vợ em có nụ cười rất là cái duyên, hợp cái gu của em nên em xin số điện thoại và em tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Thích nhất nụ cười ha. Số 2. Ấn tượng đầu tiên của em gặp khi cô ấy là da trắng, nói nhiều. Cô em thì ít nói cho nên thấy lạ, quen là lạ cho nên em chủ động nhắn tin và quen cô ấy, cưới nhau đến dịp tới giờ. Số 3. Dạ em quen vợ em trong một dịp đi chơi với bạn cùng lớp. Em gặp vợ em ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất là nhí nhảnh, năng động, rất là vui. Thì em thích nhưng mà thái độ hơi chảnh chảnh. Thì cái lúc mà về thì em mới nói trong đầu nó là người chảnh thấy ghét quá, phải cua cho bằng được, cho bỏ ghét. Thì lúc về thì em có nhắn tin để làm quen với bạn gái của em thì bạn gái của em đồng ý. Nên tụi em đã quen và tiến tới hôn nhân cho tới bây giờ. Các bạn nhìn coi gương mặt nào chảnh nha. Vị trí số 4. Đó, em quen vợ em trong dịp là hai đứa cùng chung một nhóm bạn cấp 3. Thì đi chơi thì vô tình em thấy vợ em nhỏ, xinh xắn, có nụ cười rất là dễ thương. Nên em chủ động làm quen và hiện tại là cưới cho tới bây giờ. Nụ cười dễ thương hả? Cô nào cười dễ thương ta cười thử xem. Ồ, ba bạn nào cười cũng dễ thương cả. Vị trí số 5. Dạ thưa, thì cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là trong một lần đi du lịch.
đó. Rồi em gặp vợ em á là một người á nhỏ trắng cực kỳ liếm lĩnh, đặc biệt là cô ấy nói dữ lắm luôn. Dạ hết rồi. Bây giờ ba cô dâu tiếp tục kể chuyện cho anh nghe về những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi họ bắt đầu yêu nhau. Dạ, lúc yêu nhau thì mới yêu thì cũng chưa có tình cảm gì nhiều. Mà xui một cái là bạn ấy quen em ngay lúc mà còn 2-3 ngày nữa là tới sinh nhật em. Tới sinh nhật em thì, mà sinh nhật em thì 4 năm mới có một lần. Xui xui sao dính cái, hơi lỡ dính rồi bạn đó phải làm một bữa tiệc cũng hoành tráng. Vô mướn một phòng karaoke, xong rồi làm cho em một phòng vừa có nến, vừa có bong bóng, vừa có nhiều người, rồi có bánh kem nữa. Xong em đi làm về thì lại rước em, kêu là đi chơi. Em nghĩ là chắc đi đâu đó ăn uống rồi đi về thôi. Cái gì không dắt em lại phòng mở ra thì xúc động quá thôi, quyết định quen bạn này bền hơn là mấy bạn kia thì mình bỏ bớt. Thì mấy bạn kia không có tổ chức sinh nhật cho em hả? Dạ, chỉ có tặng quà thôi chứ không có làm tiệc lớn như vậy. Tổ chức sinh nhật đó ha. Nhưng mà em nói gì 4 năm mới tổ chức sinh nhật lần là sao? Dạ, tại sinh nhật em ngày hơi bị đặc biệt. Ngày 29 tháng 2 em. À, 29 tháng 2 hả? Ờ, mỗi năm mỗi làm tốn tiền kiểu đó đó. 4 năm làm lần thì đó. Vậy cho nó gọn ha. Vị trí B. Còn em thì em nghĩ chắc trên đời này thì toàn thể phụ nữ này thì chắc có mình em là cảm thấy bất hạnh nhất, thấy bất hạnh nhất. Ui, sao vậy? Trời ơi, đúng là bất hạnh, nói bất hạnh mà em không thể tưởng tượng nổi luôn. Anh nghĩ sao ngày 14 tháng 2 á thì mọi người phụ nữ thì đều là thích tặng bông hoa sô cô la này nọ, mà cho em hỏi ha, chị Phượng chị thích người đàn ông của mình tặng cho mình cái gì? Tiền á. Chị anh Trương Đông Thành hay sao? À, anh thích người đàn ông tặng cho em gì hả? Ủa gì kỳ vậy? Bây giờ anh chị muốn chuyển câu hỏi từ bạn B qua thôi. Trả lời đi. Sai sai sao á? Thì em cứ trả lời. Thì anh tặng, anh thường tặng cho người yêu anh là gì vậy? Khó lắm em, tại vì anh chưa tặng bao giờ hả? Vậy chị Trang Pháp trả lời giùm anh ấy đi. Thường thì là những thứ rất là dễ kiếm và bình thường, và cứ tới ngày 14 tháng 2 là giá nó đắt gấp đôi, như kiểu sô cô la với hoa đấy. Ồ, thì ra vậy. Trời, mọi người biết em được tặng gì không? Nghĩ sao tặng nguyên bó bông vạn thọ vô mặt em nữa. Ông nào vậy? Ông đó cũng là bông. Ông nào năm ông đó mà tặng bông vạn thọ cho phụ nữ vậy? Ông nào cũng là bông. Bông em lạ. Nói thiệt chứ này, mọi người ở đây chứ hả, lúc đó em muốn cầm cái bông đập vô mặt người ta. Đúng vậy đó. Đúng rồi. Bông vạn thọ là để ta cúng ông bà, để ta cúng trên bàn thờ. Cái này cũng là cái ý hay. Xin lỗi em, tại vì bông vạn thọ là ông xã em muốn em sống lâu với ông em. Sống lâu sống khỏe với chồng với con. Tôi điểm mặt cái bông vàng thọ này nha, năm người này nha. Nhưng mà cái hình thức là không có được. Cái hình thức là kỳ lạ lắm. Bông vàng thọ lâu tàn nữa anh. Thường là bông vàng thọ tôi cúng bàn thờ á. Đẩy lên bàn thờ. Đúng rồi. Nghĩ theo hướng tích cực đi. Thì em hỏi ảnh á là anh ơi, anh có chắc chắn tặng cái này cho em không? Có lộn không? Anh có nhầm gì không? Thì anh nói là không, anh chắc chắn với em mà. Em nhận đi. Em hỏi sao anh kỳ, sao anh nở mà anh tặng tôi vậy, anh có muốn mà quen nữa hay là muốn làm sao? Cái ảnh mới nói là không, em hiểu lầm rồi, ý là anh muốn em sống lâu với anh. Kiểu vậy á, thì đó em đừng có buồn á. Không được. Chúc em nhiều sức khỏe và sống lâu á. Cũng thân quý nha. Rồi, câu chuyện này cũng thú vị ha. Tiếp tục. Câu chuyện của em thì cũng là sinh nhật của em. Cái lúc đó thì em đang học ở trong trường á. Anh có gọi điện, anh kêu là em ơi em đang ở đâu. Em nói em ở trường học, thì anh kêu là ra trước cổng trường đi. Anh có nhờ người giao đồ cho em. Bình thường á, em thấy ổng vô tâm lắm. Em nghĩ là sinh nhật vậy thôi, chắc ổng không nhớ. Cái em mới thôi mặc kệ, chắc ổng nói giỡn. Em ngồi trong ổng, em học. Ổng cứ gọi thì em cũng làm lơ luôn. Cái đến lúc mà em tan trường, em ra, em thấy ổng đứng ở trước sân trường, cái mặt cũng như cái mền vậy. Trời, lâu quá quá em. Dạ đúng rồi, nhưng mà em không ngờ là ổng không gọi được, ổng cũng đứng đó ổng chờ luôn. Lúc đó mới cảm thấy xúc động quá, thật ra là ổng cũng nhớ sinh nhật của mình. Ổng đứng với cái mặt cái mền rồi có gì kế bên không? Dạ có. Có cái gối ảnh anh. Ổng có cái mền, cái mền nữa mà. Có cái gối, cái mền. Ảnh mang hoa tới tặng sinh nhật. À, hoa gì? Dạ hoa hồng à. À, hoa hồng. Dạ. Chứ mặt cái mền mà hoa huệ nó là mệt đó mà. Ê, câu chuyện rất là thú vị giữa các cô dâu.
Nãy giờ nói chuyện đó mình thấy phản ứng các chú rể sao sao? Khá là nghi ngờ chú rể số 4, vì lúc mà cô dâu A kể chuyện thì chú rể cười khúc khích, giống như là câu chuyện của mình vậy á. Xong tới cô dâu B kể, cô dâu C kể, cô dâu nào anh cũng cười khúc khích vậy. Như là câu chuyện của anh. Không, mới ngày lần đầu thì nói vậy, không thường vậy là không ảnh ngoảnh. Cho nên là em đang bế tắc lên. Em đang không biết phải làm sao. Không, thật ra thì cũng không khó. Tại vì qua cái câu chuyện của bạn A kể thì là một cái sinh nhật 4 năm một lần. Thì 4 năm một lần thì ngay cái lúc đó thì nó sẽ cái người bạn và người ông xã của bạn bây giờ sẽ rất là trân trọng bạn. Đó, tại khi nó thể hiện được qua cái nét trên năm cái người chú rể đó thì Thành đã nhận ra. Còn riêng câu chuyện là qua thượng thọ. Anh lúc em hỏi anh là cái 14 tháng 2 anh sẽ tặng cái gì, anh cũng không nghĩ là có một ngày anh ví dụ anh sẽ tặng bom điện thoại cho bạn gái anh đâu. Nhưng mà đúng là bạn số 4 á, là cười ở đây nó không phải là chọc quê, mà cười ở đây là một cái gì đó hạnh phúc, một cái gì đó tự hào đó. Tự và hào và tặng bông bạn mặt thỏ đỏ luôn, mặt đỏ bừng lên luôn ngay cái lỗ mũi nè, mặt vàng khe chứ cái bông vàng thỏ luôn cỡ đó đó, cỡ đó đó. Nên là anh thích hai cặp B và cặp số 4. B và số 4. Dạ. Rồi còn cặp nào nghi ngờ nữa hỏi tiếp đi. Em á, ông xã em biết hát không? Dạ biết chị. Em biết hát không? Dạ biết chị. Bữa đó là sinh nhật của em là trong karaoke đúng không? Chồng em sắp đặt cho em trong cái phòng karaoke đúng không? Bây giờ chị muốn em hát. Hát bạn chồng một bài nè. Từ mai sáng thức dậy, em lại nhận được một nụ hôn. Anh ơi anh có biết không, bên cạnh em anh em. Thôi được rồi chị, rồi, em lâu quá. Bây giờ chị hỏi thêm nè, ở nhà thường hay hát vậy cho chồng nghe không? Dạ không, mỗi em buổi hát sáng cho con nghe. À, chứ không phải mỗi buổi sáng thức dậy là nhận được nụ hôn mà hát dạ, gì bài đó là em rất là thích nhưng mà em nghe lâu lắm rồi. Và chưa bao giờ hát cho chồng em nghe? Dạ chưa, em hát mấy nhạc con nít để dỗ con thôi. Và khi mỗi lần chồng em nghe em hát thì chồng em có ý kiến gì không? Ồn ào quá đi. Ồn ào quá đi. Hát mà sao lại nói vậy? Mà hát ru con mà. Không, em hát ru con thì em hát kiểu khác. Em hát mấy nhạc con nít á. À, con hát bình thường rồi chồng la là ồn ào quá đi hả? Rồi hai em cưới nhau mấy năm rồi. Chị đoán đi. Chị đoán không? Chị đoán thì dễ lắm. Tướng em chị nhắm thôi, giờ em cưới chồng được bao lâu? 3 năm quá. Thanh xui chị. Em số 3 cho chị hỏi đi. Em có thích nghe vợ em hát không? Dạ cũng không thích ha. Vợ em hát câu cho chị nghe, nếu vợ em ở đây thì cho vợ em nghe luôn. Em từ chối được chị, tại em không hát được, em hát dở. Dạ. Ủa C ơi, cho anh hỏi là em học trường gì ở Sài Gòn? Dạ em học Đại học Mở. Đại học Mở hả? Cái lúc mà em gặp bạn đó, lúc mà đứng cái mặt như cái mền, lúc đó là mấy giờ? Đó là tầm 11 giờ trưa. Anh số 5 ơi, anh là giảng viên thì cái giờ của anh dạy là như thế nào? Dạ giờ của em á là em là giáo viên thôi chứ chưa phải giảng viên ạ. À. Em dạy tại một trường cao đẳng nghề. À. Giờ của em bây giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Nhưng mà anh ơi, hiện nay là từ thời bạn con đi học rồi, thời sinh viên mà. Không đúng, nhưng mà đây mới 24 à. À thế tức là em đây còn đang sinh, đây còn 19 sinh viên tuổi là người ta đi học rồi, lỡ 19 tuổi gặp thì là 5 năm trước, có khi là anh chưa đi làm giáo viên sao? Tại vì anh trên đây là 27 đúng không? 27. Dạ thưa, 27 đó. Thì cách nhau 3 năm thì cái thời gian đó là anh gặp bạn là đúng ngay lúc bạn đang học sinh viên. Ủa bữa đó cái mặt anh có như cái mặt anh hoang mang lắm anh ạ. Đâu các người chơi cứ việc đón đi. Với lại giọng anh nữa là anh miền Tây. Dạ đâu, dạ đúng mà em miền Tây. Ê cho cười đấy, ghi cái cười kiểu đó là nghi thì chọn đi. Nghi thì ghi vô. Ghi vô. Ghi rồi, em ghi rồi, em xong hết rồi. Hỏi em B nè. Giờ em thích hoa văn thọ chưa hay là vẫn còn ghét? Dạ thì nói chung là thích hoa hồng hơn. Thích hoa hồng hơn hả? Sau cái trận hoa văn thọ đó đến tận bây giờ chồng em là có biết cái cách em coi như là thích hoa gì để tặng cho em không? À, năm sau tặng bông lục bình, kêu tặng bông xong lục rồi bình, hả? Lấy xào thịt bò ăn đi. Tặng bông lục bình hả? Dạ. Kêu xào bò ăn hả? Dạ thì tặng xong rồi thì em lấy xào bò ăn đi khỏi tốn phí. Trời đất ơi. Chồng em về ông nào ngồi đây mà bá đạo bá đạo. Chưa thấy ông chồng nào chồng mà tặng từ vậy ta. Là kêu bông... em xào bò ăn đi hả? Không,
Tức cái bông lục bình á, xào thịt bò ăn rất là ngon. Dạ, là em tặng. Thì tặng xong rồi, thì để tiết kiệm thì thôi em ơi em xào bò em ăn luôn đi. Được công 2 triệu. Chị thích chồng em rồi đấy. Ông này cái mặt lạ lắm, tôi kêu em tìm coi. Ông nào mà tặng vợ bông lục bình xào thịt bò ăn luôn. Thôi tôi tìm được ông này lần chết thứ tôi. Ba là chắc tặng bông súng. Sao chị biết hay quá vậy? Vậy mình cũng tạm hiểu được là cặp đôi vợ chồng nào có thể mình đoán ngay bây giờ rồi. Em đã đoán được cặp đôi vợ chồng nào chưa? Trương Nam Thành. Cặp đôi vợ chồng đầu tiên là cặp số 3 và cặp A. 3, A. Cặp số 2 là C và 5. C với 5 hả? Dạ. Là rồi. Chắc chắn luôn. Dạ, một cặp. Tại sao em lại nói chắc chắn? Thì qua những gì nãy giờ chia sẻ, thứ nhất là cái giờ tan trường với lại cái giờ mà tan cái việc giảng trên chỗ dạy học của mình. Hai nữa là cái người miền Tây. Lại thứ ba nữa là khi mà nghe cái cách bạn C kể thì mặc dù anh không thể hiện nhiều, nhưng mà anh coi cái việc mà vợ anh kể những cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau á, đó là một cái gì đó quý lắm, nó hay lắm chứ không phải là nó trêu chọc nhau. Đó là gật đầu. Không có lý. Đánh lừa đó. Không có lý. Không. Rồi, còn Trang Pháp, theo bạn thì cặp đôi nào? Em nghĩ có thể là bạn số 4 và bạn B. Bạn số 4 và bạn B. Nhưng bây giờ chúng ta có đặt cược hay không? Em thì em nghĩ là không có gì vội vàng hết cả, bởi vì là mình cũng mới bắt đầu mà, với mới có vòng 1 thôi thì chỉ rồi, giờ mới coi gì không cược đúng không thôi. Đội nhà có cược không? Dạ không, tất nhiên không anh. Chúng ta tạm ngưng ở vòng 1 này để suy nghĩ thật kỹ để chuẩn bị tiến đến vòng 2 tìm thêm thông tin quý vị nhé. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị trong vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 gương mặt của thế. Ở vòng 2, các bạn sẽ tìm thêm những đặc điểm, những thông tin về những cặp vợ chồng thật bằng cách là các cô dâu, các chú rể sẽ chia sẻ những tật xấu của vợ chồng mình. Và các bạn bắt đầu nghe họ chia sẻ. Cô dâu ơi, tật xấu của chồng mình là như thế nào? Dạ, chồng thì chắc ông nào cũng có tật xấu thôi. Ông nào cũng có tật xấu hết trơn hả? Cái gì cũng có, nhiều gì cũng phải có một hai hay không thì cái nùi thôi. Chứ chồng em có mấy tật xấu cũng khá là trẻ con, như là mê phim hoạt hình. Mê phim hoạt hình tới độ mà hồi lúc mà mới quen em dắt em đi coi phim Công Chúa Tóc Dài không mà chắc cũng phải 5-6 lần một bộ. Dắt mà cái rạp chiếu phim người ta nhớ mặt luôn, người ta khỏi cần soát vé nữa, người ta cho vô luôn á chị. Còn ngủ mớ nữa, ngủ mớ thì toàn kêu tên em nào á, còn vợ nằm kế bên thì không kêu. Vợ chị hỏi thì trả lời tỉnh queo à, trả lời như đúng rồi. Rồi lúc mà ngủ dậy hỏi, ủa tối qua anh mơ gì vậy, kể em nghe coi. Thôi đâu nhớ gì đâu. Em không ghen hả? Em thấy đâu có gì đâu ghen. Trời em bản lĩnh quá, em giỏi quá. Trời gặp chị là chị tát thẳng vô mặt cho tỉnh ngủ, họ mới kêu tên con nào. Đúng rồi. Ghen chi tối là chốt cửa không cho vô phòng thôi chứ, ghen làm gì cho mệt tim mình. Thật ra anh thấy cái chuyện mà đi coi hoạt hình á thì em nói gì cũng đúng, tại người ta thích thì ta coi thôi chứ đâu phải phim hoạt hình là không được coi đâu. Đúng rồi. Mà coi phim thì có một lần. Nhưng mà tại sao em ngủ mớ em gọi tên người khác? Làm việc mệt quá chị. Làm việc mệt quá em cái làm việc với ai mà em gọi tên người ta vậy? Việc với ai mà em mệt gọi tên người ta? Đi làm thì đi làm công ty anh. Đi làm người trong công ty rồi chứ nói chuyện với nhau. Chứ vợ cũng mệt, vợ không gọi tên người khác. Đúng rồi. Nhiều khi tối em nằm ngủ, vợ em gặp chị Phượng, tối nằm ngơ gọi chị Phượng đi đó. Bậy nên nó banh đi. Ngày tối đi cũng đi ban ngày để nó banh, tối nhầm khi em ngủ đá nào tùm lum la thì em cũng đâu biết đâu. Khi kêu người ta thì cũng chuyện bình thường. Đâu sai, em đừng có nói kêu tên là chuyện bình thường. Dạ, nhiều khi làm mệt mỏi về á, sáng làm gì tối nằm mớ cũng đâu có gì đâu, bình thường mà. Ủa nhưng mà anh chơi với người nào mà anh gọi tên người đó? Không nhớ. Nhưng mà mọi người ơi, tự nhiên vợ chồng mình tự nhiên ngủ mơ tin mình chứ mơ tin người khác cái kỳ rồi. Cái đó là xúc phạm. Không có biện minh cái gì bất cứ lý do, trừ khi cái người nào ấn tượng với mình khi mình làm lắm thì mình mới ngủ mơ thôi, đúng không rồi, chị? Đúng chứ rồi. Gì nữa, chắc phải gặp thường xuyên lắm mới vậy. Rồi. Nhưng mà ngày nào là cứ làm mỗi lần ngủ là gọi tên một cô hay là gọi dạ, tên mỗi nhiều lần cô? Em bắt gặp được hai lần là mỗi lần là một cô khác. Sao vậy anh số 5?
đề mà gọi lộn tên đó là do mình đi làm nhiều nè. Rồi em tương tác với rất là nhiều người trong xã hội, thỉnh thoảng nó ám ảnh trong đầu luôn. Tối ngủ mà nằm mơ kêu lộn tên là chuyện rất bình thường chị. Mà khoan, em có đồng ý tự nhiên á, tương tác nhiều người tự nhiên nhớ có người kêu hoài, đúng không chị? Đâu có điều đó, đâu có. Tại cái người đó tiếp xúc mình nhiều nữa. Do là ấn tượng đúng không chị? Cái này là do áp lực. Áp lực công việc à anh? Đừng đổ thừa cho công việc. Số 5 á. Vị trí B, chồng mình có tật xấu gì? Yêu nhau thì trái ấu cũng tròn, mấy sau cũng lợi, mấy đều cũng qua. Thì nói chung sống nhau thì phải biết chấp nhận tính xấu của nhau. Nhưng mà chồng của em á có những cái đặc trưng rất khác người người ta. Ví dụ giống như là quá sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây là ngủ dậy á thì anh ấy phải bắt là xếp thẳng nếp, rồi gọn gàng. Mới để cái này chút chưa kịp rửa, nhưng mà nấu ăn á, tính em nấu ăn xong rồi em mới rửa. Còn ảnh thì muốn là làm xong cái gì phải làm ngăn nắp lại cái đó. Thế là ảnh lại nói rất là nhiều, nó nhai, nó hoài, nó nhai không bao giờ chấm dứt được. Làm cho mình rất là bực mình. Nhiều khi mình đang mệt nữa thì ảnh không có bao giờ ảnh suy nghĩ à, vợ mình ở nhà phải làm rất là nhiều việc rồi đi làm nữa. Rồi mà về cứ nói vậy thì em không có đồng ý. Thứ hai là bệnh mê vàng. Mê vàng hả? Dạ đúng rồi, mê rất vàng, là mê vàng. Vàng đeo tay đó hả? Là mua về cho em đeo vậy hả? Dạ cũng có phần em đeo, có phần thì ảnh bỏ vô ngân hàng. Nhưng mà nói chung là đàn ông thì phải giữ vậy thì mình đồng ý. Nhưng mà đây là bị bệnh cuồng vàng. Có nghĩa là ví dụ như làm lương 6 triệu hết 5 triệu mua vàng rồi còn đâu vợ ăn, đúng không mấy anh chị? Ủa cái đó là tốt mà em. Cái đó là tích góp cho tương lai. Cái đó là tích góp cho tương lai. Ủa em không phải. Cái này chị binh chồng em nha, cái đó là tốt. Chị Phượng số 1. Em không được chị ơi, khoan. Con dạng thợ mà mua vàng cất là sao? Mua vàng chị, em hỏi chị nha. Vợ hả, mua vàng tối nào cũng hung vàng trước khi ngủ rồi. Hà không hung vợ, vợ đây nè. Mà đối với chị á, chồng em, đối với em là một cục vàng đối với chồng em rồi. Chồng em là số 1 rồi, em đừng có phản biện. Bây giờ làm 6 triệu mà mua 5 triệu, đúng mua rồi. Tiền vàng hết. Còn 1 triệu, lấy gì em? Chi phí nè, nhà tiền cửa nè, tiền xe nè, rồi tiền đâu mà xài. Bán cái cục vàng đó đi, bắt đầu. Không, em thôi, bây giờ có định nghĩa là bán. Ai cho bán, ông đây ông ngương hạm cất rồi lấy gì bán. Sao không giữ vàng đó? Trời ơi, tính em rất là vô tư. Chị thấy em mới 21 tuổi thôi. Thì em nghĩ ai giữ cũng giữ thì giữ. Chồng em cũng giao em giữ phần chứ đâu phải giữ hết. Nhưng mà nói chung là phải biết điều chế. Mình có để dành tiết kiệm, mình để 3 triệu thôi. Còn 3 em triệu em mình mua sắm hết sao? Trời ơi anh ơi, em thấy anh vậy là không được rồi đó. À em còn cái bệnh mua sắm nữa hả? Em đồng tình với anh chút. Em chỉ đi, em chỉ bệnh ăn thôi. À, em mua sắm vậy em ăn hả? Em mua áo quần, anh hiểu không? Em chỉ là đi chợ lo cho gia đình. Thí dụ như thấy mệt quá thì mua máy giặt gì đó. Nhưng mà anh thấy mệt quá mua máy giặt hả? Một ngày em mệt mấy lần? Trời trời. Anh mua mấy cái máy giặt một ngày? Chắc nhà em làm điện máy luôn á. Thì những cái gì mà chưa có giống như máy giặt, lò nướng gì đó, mình mua đầy đủ cho gia đình. Mình trang bị để cuộc sống mình thêm thoải mái. Thì ngày anh không chịu, anh đòi để dành không mà anh nói thôi mốt đi rồi có nhà là từ từ mua, lúc đó có tiền nó mua xây nhà hết trơn rồi lấy gì mua. Thôi chị thấy cái điều đó đúng rồi em ơi. Anh ủng hộ em. Có người thân ông xã em. Vậy là trùm sò. Phải để không cho phải. Bà xã còn trẻ mà mới 21 tuổi thì ta mua sắm cho gia đình chứ đâu có gì mua cho ai không đâu phải. Nhưng mà ông xã lại là một người lo xa, lo những cái lớn hơn, quan trọng cái căn nhà. Còn ví dụ như mình còn trẻ, em giặt cần gì phải mua máy giặt, có hai vợ chồng mà. Ôi giặt đồ mà vô cái giặt là xong thôi. Đúng không em? Dạ đúng đúng. Đúng, 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 đúng. Các em thẳng miệng đi. Hả? Sao nói em kỳ vậy? Thì anh nghĩ là em á. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Làm gì giật mình vậy? Bình thường thôi chứ. Tóm lại là cô 21 tuổi rồi cô giữ dễ sợ, cô lành lắm à. 21 tuổi vậy mà còn chưa lấy vàng của chồng lại được á. Thành ra ông chồng nào cũng dữ lắm mà nha. Rồi, cô thứ ba. Chồng của em thì nói chung cũng ít tật xấu lắm. Cũng về nhà phụ vợ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén. Nhưng mà anh có một cái tính hời hợt dữ lắm. Nghĩa là anh về anh chơi game, anh làm xong việc rồi anh chơi game. Nhưng mà anh chơi mà anh quên ngày, quên tháng, quên năm, quên giờ ngủ luôn. Anh để em ngủ trong giường có một mình em mà. Trong khi em còn nhỏ, em mới biết lấy chồng, em muốn
được chồng thương này kia, nhưng mà ổng để muộn mình á. Kiểu như hôm nay anh thấy em bị bệnh ho quá trời luôn mà ổng chưa có mua thuốc cho em nữa. Chồng trời ơi, quá tội nghiệp. Em còn nhỏ, em muốn lấy chồng để chồng thương. Vậy thôi em đừng lấy chồng, em ở vậy với ba mẹ đi, ba mẹ thương hơn. Không, em không đồng ý với anh đâu. Ta còn ít á, ta muốn nũng nịu chồng ta để tạo lên sự quan tâm thôi, đúng không chị? Nhiều khi nũng nịu vậy đó tăng tình cảm nữa. Dễ thương quá em, dễ thương quá. Em đúng là bản lĩnh đó cô gái 21 chị tuổi. Nói em, chị nói em á, ai mà là chồng em là người đó may mắn lắm á. May mắn gì? Một cục vàng đấy nè. May mắn gì? Chả treo. Chả treo chứ đúng không? Anh ơi, nam nữ bình đẳng rồi, không có cái vụ mà họ nam nói nữ nghe đâu anh ơi. Đúng rồi. Cô gái 21 tuổi, số 1. Số 1. Nhưng mà anh hỏi em nè, ông chồng kỳ lạ thì người ta còn nhỏ, ta lấy chồng để thương, tự nhiên bỏ cho vợ nằm mình. Ông nào? Ông số 5 hả? Chắc ông đeo ông số 3 kìa, chơi điện tử đấy. Ông số 3 hả? Số 3, số 1 kìa, chơi điện tử. Chơi điện tử vậy sao không mặc sơ ra cưới cái điện thoại luôn đi chứ. Đúng rồi. Sao vậy? Câu nói này của em hay. Kìa, mấy câu nói gì cũng đúng. Khi mệt mỏi về lấy điện thoại mình bấm cho nó vui hơn. Cưới vợ về làm cái gì mà gặp vợ không tâm sự mà chỉ tỉa vô cái con gái ở nhà xuống giờ đi qua cái điện thoại. Chắc cái gì? Quyết định là mấy chị em mình đi về bấm điện thoại đi khỏi nấu cơm nước gì hết. Mà sợ stress mà đâu có gì đâu. Đi làm chơi mệt quá thì mình chơi chút xíu mình sẽ chết cái này. Để thư giãn thôi, thư giãn thôi. Ủa mà đã vậy tụi em cũng phải đi làm thôi. Đồng ý là anh thư giãn nhưng mà anh phải chia thời gian ra cho em. Đến giờ anh đi ngủ thì anh vô giường ngủ với em. Ôm em được ha, ôm dỗ về cho em ngủ, anh muốn là chơi vịn chơi. Hiện tay ôm tay cầm thôi 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 mới quen á, không cho ôm thì ôm, còn cưới về cái ôm điện thoại thôi. Cưới chi, cưới chi, mấy anh thư giãn điện thoại cho thành dành thời gian nó thư giãn với vợ được không? Như vậy là tội lỗi, tội lỗi. Xem như câu chuyện của các chú rể cô dâu kể xấu về chồng mình đã xong, tới lượt các ông chồng kể xấu về vợ. Riêng bản thân em thì em kể vợ em nói kể xấu thì nói chung là nhiều, nhưng mà em lấy chỉ lấy một khuyết điểm mà em không hài lòng về vợ em thôi. Em đi làm thì thường em hay tiếp xúc nhiều công việc thì em hay quên. Thì vợ em thích ăn quà vặt á, thì nó anh ơi về nhớ anh ghé giùm em mua cho em trái sầu riêng. Chứ sẵn tiện anh ghé thì em mua cái ly chè xanh vàng về tối em uống với mày sầu riêng luôn. Thì em về em làm mệt quá, cái em về em chạy xe tăng về nhà cái em quên. Cái em ăn cơm nó ăn cơm thôi mệt quá anh ngủ tí xíu điện thoại anh thức dậy anh mua. Thì khoảng 10 giờ rồi thì cái em tưởng là yên ổn rồi đánh thức dậy, anh ơi đi mua sầu riêng xanh vàng quên hả? Em mệt quá em ơi, mơ đi em ơi, không được anh phải mua cho em mới được, em ăn em mới ngủ được. Mà ngày nào cũng phải đòi vậy hay sao? Dạ hay không, nói chung là từng đòi khoảng 3 lần. Không phải, nhiều khi ở nhà không có đi đâu được, chỉ muốn chồng mang đồ ăn về dỗ dành mình chút xíu cho mình vui tinh thần thôi, mà đi về te về không có gì trên tay buồn chứ vậy anh. Cảm giác giống như là anh không có để tâm cái lời nói của mình. Mình đó. Chỉ nhắc có một câu thôi, không để tâm thì thôi, để tâm gì? Ai biểu hố làm cái gì? Thấy chưa? Trông xíu sắc. Ba cô dâu này xíu sắc. Dạ thì vợ em á thì tính thì chắc cũng hơi nhiều, nhưng mà em kể một số cái chi tiết thôi. Tức là nói nhiều lại hung dữ. Có lần thì em đi làm về trễ á, thì em vợ em nó tại sao về trễ quá vậy? Nó thì công việc thì lúc phải về trễ thôi mà vợ em đánh cắn đủ thứ. Đánh rồi cắn luôn. Cắn nữa. Mà hôm bữa đó thì vợ em vô tình đánh thêm thôi, nhưng mà em né sao em đập vô cái cửa làm chày cái đầu. Trời ơi, sao tôi né cô? Tao đi làm về trễ mà sao em lại đánh yêu tí xíu thôi mà. Đánh yêu mà còn cắn người ta nữa. Trời nhẹ rồi chưa đấm đá. Ủa anh boxing dây võ sao bây giờ đánh vậy? Dạ chắc giờ có phát hiện ra vết son trên áo không? Sợ thôi chứ sợ một người thôi. Trên võ đài không sợ thôi chứ sợ một người thôi. Mình đánh ta hoài người ta bị trầy không, bữa nay vợ đánh tôi bị trầy lại hả? Dạ đúng rồi. Thì phải làm gì người ta mới nóng lên người ta mới quấn. Thấy sợ chưa? Chị thích em rồi đó. Em cũng thích chị nữa. Chứ cách nói của em nó trời ơi, nó chắc nịch làm sao á. Được rồi, cái cô gái 21 tuổi này bản lĩnh rồi. Dạ vợ em thì cũng có nhiều tính xấu, nhưng mà cái tính mà em không thích nhất á là tính nhõng nhẽo. Tại có nhiều khi đi làm về anh, mình cũng kiểu như là chồng mình thương vợ rồi, về chạy trên đường về cũng biết ghé mua ly trà sữa đem về cho, là coi như là bữa đó là mình cũng lập công rồi. Mà ha, về tới nhà cái là mình thay đồ ra hết rồi, tưởng nay ngon rồi,
thay đồ ra tới còn cái quần đùi, cái bắt đầu nói anh giờ ước gì mà có thêm bịch bánh tráng trộn nữa thì mới đủ bộ đó. Cái là mình phải hả, mặc hết đồ vô lại rồi bắt đầu đi mua lại thì cũng mới chịu. Mấy anh ơi, à, nhõng nhẽo với chồng chứ phải nhõng nhẽo người khác đâu đúng không, chứ nhõng nhẽo với người khác là mệt rồi đó. Mệt rồi, lúc đó đừng buồn xong mất đi. Cô nói vậy ra nhõng nhẽo cũng vừa đến mức thôi, mức độ thôi, chứ mà nhõng nhẽo quá cũng mệt lắm. Em nói sao chứ cái này chị phản biện nha. Đối với vợ mình nhõng nhẽo cho là thấy ghét, thấy khó chịu. Đi ra ngoài thấy các cô khác nhõng nhẽo một cái nghe người các em hả, nhìn nó gãy đổ hết rồi, cái đó không có được. Tại sao, đúng không em? Dạ đúng mà, với chị biết sao không? Biết vậy thôi, như mấy anh này nói thì thôi thì chú kia đừng cưới. Biết ta tính vậy cưới làm gì? Đâu phải quen là không biết là nhõng nhẽo đâu. Thì người ta cưới xong người ta mới biết chứ bộ. Cưới mới biết, biết. Cưới người ta mới biết. Rồi, vị trí số 4. Đợi em thì trẻ con lắm. Mỗi lần đi làm về nhắn tin á, xong cũng như là thư ký đồng nghiệp rồi nhắn tin là ngày mai thì công tác công việc gì đó. Cái mình nhắn trả lời là hơi lịch sự mà. Cái xong con nào nhắn tin cho anh vậy? Nhắn gì mà nhắn giờ đó, mà nhắn mấy câu đó đâu được. Nhắn mấy câu gì? Anh ơi, anh ăn cơm chưa, anh làm mệt không? Trời ơi, không phải gặp người yêu anh đâu. Mà đọc được anh đập máy liền luôn. Trời ơi, em cũng muốn đập rồi, em đập cái bạch luôn rồi đó. Có lần nào đập chưa? Đập rồi, nhưng mà đập một cái bạch. Đập một cái bạch. Mà đập xuống giường để tránh mất của thiệt hại về tiền bạc. Chồng em có vàng nhiều mà em lo gì mấy chuyện đó. Sao vợ anh giữ hung dữ hả? Trẻ con lắm anh ơi. Trẻ con hả? Trẻ con có khi nào anh giận vợ anh đập cái điện thoại của vợ xuống cái mặt luôn không? Dạ không anh ơi. Chiều vợ hả? Đã mình cưới về mà mình quýnh vợ là vũ phu cho anh. Đúng rồi. Mà không đánh vợ thì mình vũ nữ. Đúng rồi. Bởi vậy gọi là vũ điệu. Vị trí số 5. Dạ thưa. Trời. Rồi nữa rồi. Dạ thưa quý vị nhìn lên quý vị thấy tôi có đẹp trai không ạ? Quá đẹp trai. Ấy thế mà ở nhà bà xã em là không có nhìn em. Tối ngày cứ lên coi phim Hàn Quốc coi toàn là xối ca không à. Đúng rồi. Gần đây á hết rồi, hết xối ca rồi, chuyển qua chương đám thành. Cái đẹp free đó phải nhìn với anh. Đúng rồi. Mặt anh công chúng vậy đó hả? Anh lên TV là em mới nhìn cho đã chứ. Chứ hả, chồng mày ngày nào chả nhìn. Đúng rồi, chán lắm. Trai Hàn Quốc đẹp trai đúng không chị? Ủa nếu mà như vậy á thì đi ra đường lỡ mấy anh mà nhìn mấy cô gái, mấy chị gái khác á, có bực không? Không được, đó không được. Sao à, bất công quá vậy? Đúng không, hôm nãy em nói bình đẳng em mà. Em nói anh nghe, em tụi em á là tụi em nhìn qua màn hình thôi. Còn á, ở ngoài mấy người nhìn, đàn ông á là người thật trực tiếp. Không có được. Nhìn cái gì cũng được, cũng không được hết á. Làm tiếp thôi, nhìn tiếp thôi. Ví dụ như tụi em nhìn soái ca thì có nhìn xong rồi cũng đâu có chạy lại mà xin số điện thoại chụp hình được. Tụi em, các em nhìn soái ca, nhìn riết rồi. Chắc soái ca chưa đến trước nhà em. Chắc đến rồi là bu liền. Chứ giờ nó mà gặp gái đẹp mà đi uống cà phê với bạn mà gặp gái đẹp, cái chị tê tê ra xin số, nhắn tin cho vợ biết. Đúng rồi, với lại á, cái gì cũng phải có chừng mực thôi. Tụi em ơi, chỉ nhanh thôi. Chứ không có cái gì mà quá đáng là lại xà nèo với người ta. Bởi vậy, vậy là được. Đúng không chị? Được phép nhìn trai. Nhìn mà kêu chồng mà giống y chang vậy luôn. Mày ngồi nhìn gì không có gì gì. Thì em đó, em cho ổng nhìn nhưng mà nhìn thì ổng phải cho em nhìn chứ. Em đâu phải là không cho ổng nhìn đâu. À, cũng cho luôn hả? Cho. Cho nhìn. Trời, dễ thương quá. Bà xã tâm lý quá, cho nhìn luôn thấy không? Nhìn nó khác, thích nó khác và muốn chiếm hữu nó khác nữa đúng không? Mà chồng em không có chiếm hữu mà chồng em chỉ muốn nhìn thôi chứ mình thích thôi. Giống như anh Linh, anh Linh hay nhìn chị lắm. Tại vì tâm lý thôi. Đẹp, đẹp thì mình nhìn thôi. Không, nhưng em cho ông nhìn nhưng mà ông không cho em nhìn. À không cho em nhìn. À vậy hả? Dạ. Như vậy là ích kỷ. Quá ích kỷ. Dạ. Trọng tài. Một người chồng không có quan tâm đến vợ mình. Quá gia trưởng. Vợ mình bệnh ho như vậy không mua thuốc cho mình. Đó, rồi chỉ muốn chiếm hữu mình thôi. Còn mình muốn tự do, mình muốn làm gì theo đúng cái suy nghĩ của mình, đúng cảm nhận của mình á, thì lại không cho đó. Em á nha, em số 5 á, mua thuốc cho vợ nữa không? Vậy chưa? Dạ. Em hứa với chị lần này em về em sẽ thay đổi lại. Em sẽ làm một người chồng cực kỳ hoàn hảo. Một người chồng sói ca. Trời, hạnh phúc rồi nha chị. Đúng vậy, sói ca. Cho em được hỏi cô Jose nha. Hai bạn cưới nhau được bao nhiêu năm rồi nha? Dạ cũng được 3 năm rồi. 3 năm rồi hả? Ở nhà thì chồng của bạn có hay giúp đỡ bạn nấu ăn hay là làm nội trợ gì không?
anh chăm chỉ lắm, anh nấu, khi nào mà em về muộn thì anh nấu ăn, khi nào mà em mệt anh cũng làm hết, giặt đồ, rửa chén, lau nhà, quét nhà. Cho em hỏi chú rể số 4 nha, bạn có phải là đàn ông gia trưởng không? Dạ có, hơi tí xíu. Tại vì nhiều khi vợ trẻ con quá mình phải gia trưởng rồi. Cứ vợ về đâu phải cứ ô xin về đâu mà bắt làm hết, không phải phụ vợ tí xíu chứ. Cưới vợ mà nó cưới vợ đâu có lương nếu, đâu. Nếu mà biết cưới vợ mà trẻ con vậy hả, em quen người lớn tuổi không, đúng không anh Tuấn? Sao đi em gái với anh Tuấn vậy? Sao hỏi anh Tuấn vậy? Ủa mà hỏi gì vậy? Hỏi gì đâu cũng biết. Có nhiều người lớn tuổi mà rất là trẻ con đó cưng. Dạ. À, kỳ vậy đó, có những người nhỏ nhỏ tuổi mà rất là già dặn ở đây nè. Em 21 tuổi. 21 tuổi già dặn nè. Nhưng mà phải hỏi đi. Giờ mấy anh cũng phải tính, thích thì mới cưới đúng không? Đã lấy nhau rồi thì chấp nhận đi mà sống. Biết vậy thì đừng nói biết vậy, không thời gian nào không có quay lại đâu. À, quyết định là phải chôn chân cho bằng được á. À. Quá dữ. Và bây giờ chúng ta đưa ra một cặp đôi để cược. Chú rể số 5 với cô dâu B và chú rể số 4 với cô dâu C. Bạn có đặt cược không? Em 4C. Em 4C hả? Rồi, 4C rồi anh 5C. Rồi chú xì ra 1, 2, xì xong 1, chưa lại 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi thắng. Rồi ai thắng? Cược 5C. 5C. Chú nhà có cược không? Em cũng chọn 5C. Lý do tại sao các phần chọn 5C? Tại vì cô dâu C em ngồi như thế này, em đâu có biết là hành động của chồng em phía sau như thế nào. Mà cái chuyện hành động là chồng em đeo mắt kiến, đứng hỏi là hôm nay tôi có đẹp trai không này khái vậy. Và khi hỏi thì em cũng nói là chồng em nhà cũng hay làm quá, cũng hay đeo mắt kiến vậy. Đó là cái điểm mà chị nghĩ là 5C. Chưa chắc bạn ấy nói đúng. Thì đúng rồi, em chọn cũng đâu có nghĩ là đúng đâu. Nhưng mà em nghi ngờ là em có quyền chọn. Bên đội em sẽ không có đặt cược. Tại vì em thì lại không có đồng thuận với lại các phượng là 5C. Hồi nãy em có nói em có cố gắng em khơi gợi cái chuyện mà bạn bệnh như vậy mà chồng bạn không có để tâm đến bạn, không mua thuốc đến bạn cho bạn, thì không thấy một bạn nam nào ở trên đây biểu hiện. Biểu hiện lặng rồi nha. Đàn giống ông như nãy nói là biểu... Lặng là người ta đơ. Cái này là chuyện là đụng chạm. Đàn ông á là chủ cột gia đình, lo lắng cho gia đình, mà bây giờ bị đưa lên như vậy, bị nói vậy, bị vợ buồn như vậy, người ta cũng phải chạnh lòng chút xíu chứ. Mà không ai có biểu hiện. Có em. Cái phải mua thuốc đúng. Em thì lại thấy lúc đấy là anh số 4 biểu hiện á. Có. Lúc đấy là có anh số 4 biểu hiện cho nên là em mới nghi là 4C là vì thế. Thì đó, hồi nãy không chịu nói 4C. Ơi tôi xì sầm thua rồi, xì sầm thua rồi. Và Trương Nam Thành đã cược là 5C. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra quý vị. Có phải 5C đúng như đội Trương Nam Thành đoán hay không? Quý Linh mời quý vị nghỉ giây lao một vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 3 của chương trình Gương Mặt Phú Thê. Ở vòng 3, hai đội chơi sẽ có cơ hội đề nghị bất kỳ một chú rể nào của cặp đôi nào mà bạn nghi ngờ đến để thể hiện tình cảm, thể hiện những hành động, thể hiện những cái lời xin lỗi chẳng hạn khi mà mình gây ra cho vợ mình. Rồi, thời gian bắt đầu. Mời hai đội. Trên cái cơ sở là ngày hôm nay bạn C em bị bệnh, bị cảm đúng không? Sổ mũi. Rồi, thì có thể em nói là ông xã của em không quan tâm, cũng không biết. Muốn nhờ cái người đó. Người nào? Cái người mà có một chút gì đó người không quan tâm. Em đề nghị. Đông. Không, nhưng mà nãy em có đặt cược là bạn C rồi. Thì đúng rồi, thì em đặt cược bạn C. Em không được nhờ số 5 nữa. Em có thể nhờ số 4. Đúng rồi, được. Đó, em biết mà. Ừ. Nhờ số 4 thôi. Người vợ của bạn đang ốm rất là mệt mà bạn lại rất là vô tâm và không quan tâm, không mua thuốc cho người yêu, mà thậm chí như thế lại còn lôi đi chơi game show nữa. Mặc dù hôm nay cô phải nói rất là nhiều. Thì bây giờ về tới nhà rồi, hai người đang ngồi trong căn phòng của hai người ha. Thì bạn sẽ xin lỗi người vợ của mình như thế nào và nói những cái lý do như thế nào và làm thế nào để cô phải tha thứ cho bạn? Đầu tiên thì anh xin lỗi em. Đây là cái game show mà anh làm cho em mệt mỏi thêm. Thì anh biết em thích kẹo nên anh có bó hoa kẹo này anh em. Mong em tha thứ cho anh. Mời bạn về vị trí. Chúng ta có phát hiện ra điều gì không? Không phải vợ chồng.
Chi tiết nào? Thuộc bài quá. Anh nhìn thấy bạn là C, là bạn Việt Hà. Thực sự là bạn không cần kìm nén gì hết. Bởi vì không hề không có cảm xúc. Không phải điện của mình á. Không phải điện của mình cho nên không có cảm xúc. Biết đâu được. Biết đâu được cô ấy cố gắng gồng thì sao? Em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bởi vì nếu như mà một cô gái kìm nén cảm xúc thì mình cũng sẽ biết ngay, còn một cô gái mà không có cảm xúc thì mình cũng sẽ biết ngay. Rồi. Ok, em muốn cảm xúc thì để đợi anh. Mời anh số 5 đi xuống đây. Anh chọn một cái món quà mà vợ anh thích. Rồi mời anh lên đây. Sao lấy nhanh vậy? Lấy trời, con chuột gì vậy? Con gì vậy? Con cừu á. Anh sẽ đại diện cho đàn ông. Thay mặt đàn ông xin lỗi người vợ của mình. Mời anh tới cô dâu A. Thời gian vừa qua thật sự là anh quá có lỗi với em. Quá vô tâm. Thôi anh gửi em món quà này nha, em bỏ qua cho anh. Rồi, cảm ơn anh. Xem như tất cả những gì các bạn truy vấn và đề nghị, người chơi chúng tôi đã thực hiện đúng điều đó. Bây giờ kết quả các bạn hãy ghi vào giấy của mình. Hai cặp vợ chồng đúng sẽ là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Đồ chủ nhà đưa cho ban giám hiệu. Dạ. Đưa ban giám hiệu. Cảm ơn bạn. Dạ, bài làm của em đã xong. Đội khách vẫn đang băn khoăn từ lúc đặt cược cho đến bây giờ. Cặp đầu tiên bạn ấy cược là 5C. Và cặp thứ hai, và bây giờ tôi xin công bố đội chủ nhà Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chọn cặp đôi đầu tiên là số 2 và cô dâu A. Cặp thứ hai vị trí số 4 và cô dâu B. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Trang Pháp và Trương Nam Thành. Cặp đôi bạn đã cược 5C. Có phải như vậy không? Một chút bối rối, một chút xúc động rơi kẹo. Cặp đôi thứ hai 4B. 4B. Cặp này có vẻ cười mãn nguyện quá nhỉ? Phải không ta? Chưa chắc quý vị. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ quý vị sẽ đến với thời gian công bố kết quả. Nghỉ dây lào. Trời ơi. Chào đón quý vị quay trở lại với phần công bố kết quả hai cặp đôi vợ chồng thật. Và bây giờ tôi xin công bố Kiều Minh Tuấn và Trương Nam Thành đứng lên. Hai bạn sẽ chứng kiến năm chú rể, xem ai là hai chú rể thật. Chỉ có các bạn mới có thể linh tính, có thể linh tính điều đó. Và bây giờ chúng tôi xin mời ai là cô dâu thật đứng lên. Ai đã là cô dâu thật đứng lên. Cả ba đều có gia đình rồi. Mời cô dâu không có chồng ngồi ở trên kia. Mình ngồi xuống. Em có nên ngồi không? Chưa. Yes. Sau tất cả mình lại được. Nói gì đi Trương Minh Thành. Sao vậy hai chàng trai? Sao em? Sao nè? Đó luôn rồi. Em đúng đó luôn rồi nè. Rồi vậy thì cái mặt cái mệt là sao? Giờ đúng cái mâm luôn á chứ không có mệt. Cái mặt giờ xì xong nó cũng vậy. Em như cái mệt ướt rồi đó Thành. Như vậy là
chủ đã trúng được hai cô dâu đúng không? Dạ. Chủ nhà trúng hai cô dâu, chúc mừng. Bây giờ hai bạn có thể yên tâm ngồi xuống. Dạ, cảm ơn ạ. Hết muốn ngồi luôn á. Và bây giờ ai là chú rể hấp của một trong hai cô dâu này, đứng từ vị trí một trở đi, đứng lên. Một người. Ai là chồng của một trong hai cô dâu dưới đây? Đứng đây số hai ơi. Ôi ơi. Anh thích em rồi đó. Em ngồi luôn đi. Số 1, số 2 hay số 3? Ai là chồng của một trong hai cô dâu này, đứng lên. Còn hai nhất quay. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thể hiện cái gì á? Trời. Số 3, số 3, số 3. Đây rồi, đây rồi. Số 3 này của cái chồng cô nào đây cũng chưa biết quý vị. Rất hồi hộp. Và còn ông chồng nữa của hai cô dâu đó, đứng lên. Số 1. Chết quá. Sao tôi thua trắng luôn vậy trời? Kỳ quá vậy. Này, em này đúng rồi nè. Bây giờ ví dụ vậy. Rồi. Bây giờ hai bạn bước xuống. Và bây giờ xin mời hai chú rể hãy đến nắm tay bà xã của mình. Đừng có bắt chéo nha. Ô lấy bông nữa. Không phải là ba bạn họ. Bây giờ thật hay không mới biết nè. Hai cặp hãy hôn nhau đi. Bây giờ mới chính xác họ là cặp đôi thật. Ủa, bạn trai vừa mới tặng hoa, mình lại tặng hoa giả nữa à? Bạn nói gì với bà xã mình đi. Anh về chương trình này anh cũng hứa là anh sẽ thay đổi, sẽ vì em làm để làm cho em vui. Và anh nhân dịp anh tặng em một bó hoa. Em cảm ơn anh. Có hiền nhỉ? Em mong muốn ông xã mình em thay đổi như thế nào em? Em muốn anh là đừng có hay cái bừa. Chứ lại tặng bông, bông thiệt á, đừng có tặng bông văn họ nữa. Chúc mừng bạn. Cặp đôi kia, nào, hãy nói gì với vợ mình đi. Nhân dịp chương trình này thì anh cũng nói với em là cảm ơn em đã luôn luôn đồng hành cùng với anh trên con đường này. Thì anh nếu như mà có tật xấu gì làm em buồn thì anh sẽ sửa đổi. Cảm ơn em đã chia sẻ kỷ niệm vui này với anh. Nhân dịp chương trình này em cũng có món quà tặng anh. Hát hả em? Dạ không, em không thuộc lời. Có một cô gái muốn tặng quà cho ông xã của mình. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em nổi da gà luôn rồi nè. Hôm nay là cũng là ngày sinh nhật. Hôm nay đúng ngày sinh nhật đầu em. Chúc mừng sinh nhật bà bạn nha. Chúc các bạn hạnh phúc tay trắng đi về. Quá là tuyệt vời. Nào chúng ta hãy hôn nhau một lần nữa. Bạn gái, bây giờ bạn có thể nói mình là gì? Dạ, em tên là Phạm Nguyễn Việt Hà, em đúng 24 tuổi và em cũng là nhân viên văn phòng. Mời bạn số 2. Dạ, em tên là Phan Văn Hiền, 29 tuổi, hôm nay em đi một mình. Em có vợ chưa? Dạ, có vợ rồi. Số 4. Dạ, em tên là Nguyễn Thành Hiếu, nay em 25 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh, dạ, có vợ em dưới. Vợ bạn đâu? Dạ, ngoại áo tím. Trời ơi, hèn chi nhắc mấy giờ chắc nhiều chỉ nhiều nhất luôn á. Số 5. Dạ, tên của em là Phan Minh Tiến, hôm nay 27 tuổi, nghề nghiệp chính của em là giáo viên, nghề nghiệp phụ là diễn viên tự do. Dạ, em đã có vợ rồi ạ. Sói ca. Thưa quý vị các bạn, như vậy là ngày hôm nay hai đội không thắng cược được. Có vẻ
rằng họ cũng đã cố gắng nỗ lực nhưng không tìm ra được hai cặp đôi vợ chồng thật quý vị. Giải thưởng dành cho 8 người chơi trong ngày hôm nay đó là 5 chú rể và 3 cô dâu.